Chào mừng quý khán giả đã trở lại với kênh Lọc Nước Awalife. Cảm ơn quý khán giả và quý khách hàng đã đồng hành cùng Awalife trong thời gian qua. Video hôm nay tôi hướng dẫn cho các bạn lắp cái hệ thống lọc vôi. Bộ lọc vôi gồm hai cọc lọc. Đây, phía bên cạnh tôi là bộ lọc vôi kèm cái thùng chứa muối. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cách lắp cho các bạn tham khảo. Đầu tiên thì hai cục lọc này tôi đã đổ vật liệu sẵn. Vật liệu cho hai cục lọc này thì cũng khá đơn giản, để tiết kiệm thời gian thì tôi đã đổ sẵn cho các bạn luôn rồi. Bây giờ tôi nói sơ qua là cái vật liệu bên trong gồm những gì. Thì từ dưới lên, đây là cục lọc thô. Cục lọc thô thì sỏi, cát, mangan và than. Than nằm dưới lớp mangan và ở trên cùng là cát. Thì tùy theo nguồn nước mà mình có thể chọn cái loại vật liệu sao cho nó phù hợp. Còn ở đây tôi chọn như vừa rồi. Các bạn có thể đưa ra cái nguồn nước thông tin như thế nào cụ thể để lại ở phần bình luận. Mình sẽ tư vấn thêm cho các bạn và mình sẽ gửi sơ đồ cho các bạn. Rồi, cột thứ hai, chúng ta là đổ sỏi một lớp và ở trên là hạt nhựa. Hạt nhựa ở đây chúng tôi chọn hạt nhựa Ấn Độ. Các bạn cũng có thể chọn hạt nhựa Purolite của Anh cũng được. Cái vật liệu hạt nhựa nào tốt là được. Thì cái cách đấu đường ống thì ở video trước tôi đã hướng dẫn cho các bạn rồi. Các bạn có thể vào kênh để tìm xem. Cách đấu ống thì cũng khá đơn giản. Còn nếu bạn nào chưa biết thì cứ để lại số điện thoại và thông tin. Tôi sẽ chủ động liên lạc và tư vấn cho các bạn cách lắp. Bây giờ tôi hướng dẫn cho các bạn đấu thùng muối. Thùng muối này thì đi kèm nó có những linh kiện phía bên trong như sau. Đây, một cái ống trung tâm, cái giá đỡ ly muối và 4 ly chứa muối. Ở trên đây là có phụ kiện kèm theo nè. Còn ống này thì nó không có kèm theo, thì các bạn cần phải chuẩn bị và mua thêm một ống 10 và ống mềm đó. Còn nếu các bạn chưa tìm thấy thì cứ để lại số điện thoại, tôi sẽ tư vấn và gửi trực tiếp về cho các bạn. Bây giờ tôi hướng dẫn cho các bạn cách lắp cái ly chứa muối. Đây là cái giá đỡ cố định 4 ly chứa muối này. Bây giờ chúng ta lấy 4 cái ly này ra. Đây, chúng ta gắn vào cái gờ của nó. 4 ly 4 góc. Ở giữa đây là cái ống trung tâm này. Ống trung tâm này thì chúng ta thọc cái ống hút muối vô trong này để cho nó có chức năng là nó lược được các rác và cặn bẩn nè. Cái lỗ đây là chỉ cho nước vào thôi và không cho muối vào. Đó. Bây giờ chúng ta bỏ cái giá đỡ muối xuống trước. Giá đỡ ly muối. Đây, tôi mang ra ngoài cho các bạn dễ nhìn thấy. Rồi, chúng ta thọc cái ống trung tâm này xuống. Chúng ta gỡ cái đai cố định cái ống trung tâm lại. Chúng ta gỡ ra. Ở trên cố định và ở dưới cái ống trung tâm thì cái đáy ấy. Đây, các bạn nhìn không rõ thì tôi quay ra ánh sáng này. Dưới cái đáy chúng ta thọc cho nó nằm gọn trong cái lỗ cố định lại là được.
như vậy chúng ta xiết cái ốc lại. Rồi. Bây giờ chúng ta gắn cái ống hút muối. Ống hút muối thì đây. Chúng ta gỡ dây ra. Dây này là dây ống 10. Ống hút muối chúng ta đưa vào cái lỗ phía trên này và chọt xuống dưới đấy. Đó, nước hút muối sẽ tràn lên cái ống phi 10 này và lên van 5 ngã. Bây giờ chúng ta đổ muối vào 4 ly luôn. Đây là bao muối. Muối thì chúng ta sử dụng muối Ấn Độ, muối tinh khiết, một bao 25 kg. Thiết này có dạng viên nha, viên màu trắng. Đây, muối viên màu trắng chúng ta dùng ca bút đổ vào 4 ly trong 4 thùng muối, trong thùng muối. Các bạn đổ đầy 4 ly chứa muối là được. Rồi bây giờ chúng ta gắn van. Van 5 ngã câu đường ống hút muối xuống. Ống này chúng ta canh vừa đủ. Ở phía trên van 5 ngã có đường xả muối này. Chúng ta canh vừa đủ, chúng ta cắt đường ống đây. Đầu van 5 ngã nó có cái gờ này. Chúng ta gắn vào ống. Đây, sau van 5 ngã chúng ta vặn đút cái ống vào là được. Rồi chúng ta siết chặt cố định lại. Một đường còn lại của van 5 ngã là đường xả. Thì chúng ta gắn ống mềm vào. Ống mềm này chúng ta sử dụng ống 12 ly là được. Đây chúng ta đút ống xả vào. Ống này chúng ta dẫn nước thải tới vị trí xả bỏ. Đây, chúng ta cho theo đường xả xả ra ngoài. Và chúng ta đậy nắp lại. Cái này chúng ta dùng để gắn trực tiếp vào đây cũng được, mà có ống rồi thì chúng ta không cần dùng nữa. Cái này chúng ta cấp để dành sử dụng sau này. Còn một đường này là đường ống tràn nước nè.
khi mà chúng ta xả nước ra thấy nó tràn ra đây thì chúng ta ngưng cho nó đầy và chuyển sang chế độ lọc. Thì lát nữa tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cái vận hành của cái van này và cái cột hạt nhựa. Và như vậy là tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách lắp cái bộ lọc vôi và cách đi đường ống cho cái bộ thùng muối. Bây giờ mình hướng dẫn cho các bạn vận hành và sử dụng hai cái cột lọc vôi này luôn. Thì bây giờ trước khi vận hành mình bật bơm lên, bật bơm cho cái hệ thống này chạy. Đó, bơm chạy. Chúng ta sẽ xả ngược cột đầu tiên. Nước thải sẽ ra bên ngoài. Chúng ta xả khoảng 5 phút, 5 tới 10 phút. Đây. Phía trên là có chữ bắt quát là xả ngược. Xả ngược xong chúng ta xả xuôi. Xả xuôi thì phát ring. Đây, bạn quay lên đây. Chữ phát ring. Phát ring chúng ta cũng xả 5 tới 10 phút. Nước cũng ra đường xả luôn. Đã xuôi xong, chúng ta tiến hành cho qua lọc. Qua lọc thì ở trên van sẽ hiển thị chữ filter. Đây. Filter thì nước sẽ qua lọc. Đi qua cầu thứ hai. Cầu thứ hai chúng ta tiến hành xả ngược tiếp khoảng 5 đến 10 phút. Cột này là cột hạt nhựa khử vôi cation bắt quát. Bắt quát thì nước sẽ xả ra đường xả. Chúng ta cũng xả khoảng 10 phút. Bắt quát xong chúng ta xả qua xả xuôi phát ring. Đây, phát ring. Phát ring thì nước cũng ra đường xả. Đây là xả xuôi. Xả suối xong, chúng ta chuyển qua là cho nước xả xuống bồn muối. Đây, chúng ta mở nắp ra. Xả xuống bồn muối thì là bring refill. Là nước sẽ cho vào bồn muối. Chúng ta xả cho tới khi nào nước đầy mức. Rồi chúng ta dừng. Đó. Khi nào hết nước thì chúng ta lại tiếp tục xả. Chúng ta cắm ống xuống đáy luôn. Cái ống này để theo dõi. Và theo dõi xong thì chúng ta đậy nắp lại. Theo dõi thử nước nó có ra không. Thì xả bồn muối xong chúng ta tiến hành hút muối nè. Hút muối thì cái này một tuần chúng ta tiến hành hút một lần. Thì nhờ vào cái lực ép của cái bơm, muối sẽ được hút từ cái bồn chứa muối này và đưa vào cái bồn, vào cái cột lọc hạt nhựa. Thì khoảng một tuần chúng ta có thể là tiến hành là tái sinh một lần, tái sinh giúp cho cái hạt nhựa nó hoàn nguyên trở lại và cái khả năng trao đổi ion của nó được hiệu quả hơn. Vì vậy cái bước này rất là quan trọng, các bạn cần lưu ý. Thì chúng ta theo dõi ở cái bồn muối này, cái mực nước nó xuống khoảng nửa bồn hoặc là chúng ta hết một bồn cũng được, tùy theo cái lúc mà ta xả. Là cách 3 ngày thì chúng ta xả hút muối ít, mà chúng ta để một tuần lâu thì chúng ta hút muối nhiều để cho nó tái sinh được cái hạt nhựa lại. Rồi, tái sinh xong thì chúng ta đậy nắp lại. Chúng ta có thể mở nắp ra vào để theo dõi. Sau khi tiến hành tái sinh xong, xả ngược xả xuôi, hút muối, xả muối, chúng ta tiến hành xả ngược xả xuôi lại một lần nữa cho cột sạch. Đây, xả ngược khoảng 5 phút cho sạch cột. Rồi chúng ta chuyển qua xả xuôi khoảng 5 phút cho sạch cái cột này. Rồi chúng ta mới chuyển qua service, chuyển qua service cho nước qua cái thùng lấy nước sạch đó. Còn nếu bạn nào quên đó thì chúng ta có thể nhìn lên cái màn hình đây, tôi đã ghi chú sẵn. Các bạn sẽ làm từng bước: bắt quát, phát ring, bring refill, bring slow, rồi service. Đó, xong service là chúng ta quay lại bắt quát với phát ring này để cho nó xả lại một lần nữa rồi mới chuyển qua lọc. Thì tiếng Việt tôi dịch ra bên cạnh, các bạn có thể tham khảo và thêm và hình dung dễ hình dung hơn.
Còn nếu bạn nào thắc mắc thì cứ để lại bình luận. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Và như vậy là tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách lắp đặt bộ lọc vôi cũng như cách sử dụng bộ lọc vôi này. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì cứ để lại ở phần bình luận. Hoặc nếu các bạn có nhu cầu mua thiết bị về tự lắp thì để lại số điện thoại, địa chỉ liên lạc, tôi sẽ gửi hàng trực tiếp về cho các bạn. Chúng tôi ship code toàn quốc. Vâng, cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video clip. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.